Xin chào các bạn, Akashop gửi các bạn video review dòng xe NAK 2017-2018 với phần đèn mi trước và phần đèn sau lắp đặt họa tiết LED LED kết hợp với LED. Riêng phần đèn trước khi xi nhan sẽ là hiệu ứng chạy và phần đèn sau khi xi nhan sẽ là nhảy đá màu. Phần đèn sau các bạn cũng có thể chọn luôn hiệu ứng chạy nhưng mà trước tùy theo yêu cầu của bạn khi lắp đặt. Ở video các bạn đang xem phần ngoài trước này họa tiết Audi xanh dương cùng với ba bóng màu lắp màu đỏ mỗi bên. Khi xi nhan phần họa tiết Audi sẽ sang vàng chạy. Phần phía sau sẽ là hai bên đờ mi Audi đỏ cùng với năm bóng màu lắp màu xanh dương và phần đèn giữa là phần logo. Ở phần logo desktop này, phần hình ảnh và ký tự chữ các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt, cũng như phần họa tiết LED và màu sắc là các bạn tùy chọn. Số lượng bóng màu lắp trên một đèn các bạn cũng có thể tùy chọn, đó là tùy theo sở thích của các bạn và phù hợp với màu sắc nào ở thì theo cầu các bạn khi lắp đặt. Và đối với những anh em ở xa như anh chủ xe này, các bạn có thể tháo rời đèn trước và đèn sau như thế này gửi lên shop lắp đặt. Sau khi làm hoàn thiện cho bạn gửi về, các bạn chỉ việc lắp đặt trở lại lên xe và sử dụng. Toàn bộ phần mạch điện và giắc cắm mình vẫn sử dụng là giắc cắm zin của xe. Mạch điện mình sẽ kết hợp vào đường điện của giắc cắm. Bây giờ thì khi các bạn mở tờ mi, nếu mà ban ngày các bạn chưa mở tờ mi, các bạn xi nhan, các bạn sẽ thấy như thế này. Bây giờ mình sẽ xi nhan cho các bạn xem. Đây ban ngày khi bạn bật xi nhan thì phần họa tiết Audi sẽ chạy từ dưới lên trên như thế này và hiển thị màu vàng đặc trưng của xi nhan. Các bạn lưu ý là phần Audi chạy bên shop làm cho các bạn thì khi lắp đặt cái tốc độ chạy nhanh chậm này các bạn có thể tùy chỉnh theo cầu khi lắp đặt. Đây là điểm khác biệt của sản phẩm bên mình so với một số sản phẩm khác, là mình có thể chỉnh được tốc độ chạy nhanh chậm trên cái phần đèn. Có số sản phẩm là các bạn bị mặc định luôn cái tốc độ chạy, các bạn không thể tùy chọn được tốc độ nhanh chậm, thì mỗi người có mỗi ý thích khác nhau. Rồi các bạn thấy phần bên trái màn hình, ở dưới là phần đèn trước khi xi nhan, đây là phần đèn sau khi xi nhan ban ngày. Ở video này mình sử dụng mô lốc xi nhan màu đỏ, phần màu sắc thì các bạn hãy tùy chọn. Rồi khi bạn mở đờ mi là các bạn bật công tắc đèn ở nấc đầu tiên lúc là buổi tối, khi toàn bộ phần đèn sẽ sáng đèn như thế này. Đây bạn thấy rõ trước sau rất là đẹp mắt. Đây là phần đèn sau với phần họa tiết Audi màu đỏ cùng với năm bóng màu lốc xanh dương. Phần đèn ở giữa là logo desktop. Các bạn có thể tham khảo thêm những phần đèn khác, họa tiết khác, mẫu khác và hiệu ứng khác. Trên từng mẫu đèn mình có up rất nhiều video để các bạn chọn lựa tùy theo sở thích và con mắt thẩm mỹ của mọi người, nhìn mỗi mẫu đèn sẽ khác nhau. Bây giờ đang mở đờ mi là như thế này, toàn bộ sáng đèn. Rồi các bạn bật xi nhan. Đây khi xi nhan thì phần đèn sẽ chuyển đổi sang vàng đặc trưng của xi nhan và chạy từ dưới lên trên, các bạn thấy rõ. Đây là phần đèn sau lúc xi nhan. Phần Audi sẽ chớp tắt và phần ngô lốc đổi màu xanh đỏ như thế này. Rồi khi các bạn tắt xi nhan, đèn sẽ trả về đờ mi bình thường. Xi nhan bên phía còn lại. Và nhớ là tốc độ chạy nhanh chậm mình có thể tùy chỉnh theo cầu khi lắp đặt. Đối với những bạn ở xa, trên cái phần mạch chạy này mình sẽ để cái con chỉnh trên đó để các bạn lắp lên xe và tùy chỉnh xong. Các bạn làm kín cái lỗ có đậy để làm kín luôn cái mạch hiệu ứng để không bị vô nước. Đó là điểm đặc biệt đối với sản phẩm LED chạy của mình đối với các sản phẩm khác. Rồi bây giờ mình sẽ thử đèn stop cho các bạn xem. Nó ở giữa đèn stop. Rồi các bạn xem lại toàn bộ hình ảnh phần đèn trước sau của dòng xe NAK 2017, NAK 2018 shop lắp đặt họa tiết LED Audi. Ngoài trước kết hợp bao lắp xi nhan vàng hiệu ứng chạy, ngoài sau họa tiết Audi kết hợp 5 mô lắp mỗi bên xi nhan hiệu ứng đá màu và phần giữa là logo desktop. Mình xin nói thêm là phần đèn của NAK 2017, 2018 này các bạn có thể chọn nâng cấp thêm đèn chiếu sáng mạnh. Mình cũng đã up các video về phần đèn chiếu sáng mạnh hoặc là phần chống cướp trên ổ mắt cây zin của xe. Các bạn có thể tham khảo thêm các video khác. Shop đã upload rất nhiều video trên những dòng xe khác nhau luôn. Video được thực hiện bởi AK Shop.